Kính chào quý vị các bạn khán giả thân mến. Thì qua cái vụ mà lùm xùm về cái tiền mà sao kê 39 tỷ ở video trước, thì mới đây nữa thì cũng có một cái video tiếp tục tố Thủy Tiên là nợ cái tiền bảo vệ là 49 triệu nha các bạn. Thì năm nay chắc có lẽ là cái năm mà của nhiều showbiz bị nhiều thì cái thị phi. Thì các nghệ sĩ thì cũng đã không có cái dịp mà để mà chỗ hết tài năng của mình trên sân khấu, mà đã chỗ hết tài năng mình ở trên ngân hàng. Thì có nhiều người soi mói tới cái đời tư và dướng nhà cái lùm xùm với quan điểm là quyên góp từ thiện và phát quà từ thiện. Thì tiếp theo đó thì cái vụ việc mà của Thủy Tiên thì cũng được cộng đồng mạng soi lên. Thì cái năm trước thì cô đã than mà làm ăn thô lỗ, thì năm sau lại đập cái nhà đi và xây lại, và nhiều cái nhà khác ở nhiều nơi khác nhau của Thủy Tiên. Thì những cái vụ lùm xùm đó thì cũng chưa được nguôi ngoai. Thì tiếp theo đây là cái vụ việc về mà cái tiền mà của bảo vệ, cái đó là cái gọi là cái phí mà dịch vụ bảo vệ các bạn. Theo lời tố của một cái anti fan á, thì nữ ca sĩ đã có thái độ chảnh chẹ khi mà phàn nàn về cái bảo vệ trong diện mà bảo mật cái thông tin của mình ở gia đình, sau khi mà bị chụp hàng loạt cái công trình của mình xây đi đập lại cái nhà mới của mình bị cộng đồng mạng phát tán. Thì trong khi mà cất nhà thì Thủy Tiên cũng chê cái phí vật tư nó đắt đỏ, đòi nâng cấp ở chế độ bảo vệ cho gia đình. Những cái thông tin này thì chưa được kiểm chứng, thì cũng là cái là một chiều theo một cái anti fan đã đưa lên. Thì tuy nhiên cái điều đó thì đáng chú ý là trong cái lời tố này á, thì việc anti fan cho Thủy Tiên á, đã nợ cái phí dịch vụ vệ sinh bảo vệ, gọi chung là phí quản lý đó, ở bảo vệ gọi là phí quản lý đó. Thì suốt năm 2020 thì đến năm 2021 là 18 tháng mà chưa thanh toán theo cái lời anti fan này nói. Thì người phụ trách thu tiền á, đã mãi nhắc Thủy Tiên là Thủy Tiên có nhiều lần từ chối và không trả, trong khi các nhà khác cái đều đóng đầy đủ. Những cái nhà xung quanh của Thủy Tiên ở thì họ đóng đầy đủ và không có ý kiến gì. Điều khiến mà mọi người mà cảm thấy mà bức xúc đó, khi mà cả nhà khi mà bị đặt nghi vấn về cái sự minh bạch trong cái tiền mà từ thiện của Thủy Tiên, thì khoe rằng á mình chi tiêu rất là nhiều, chồng cho mình tiêu vặt xương xương khoảng 40 tỷ à, chứ không có nhiều. Một người bảo mật cái tháng á, chồng á cho mình 40 tỷ tiêu vặt, shopping cũng khoảng 8 tỷ mấy, 9 tỷ. Làm từ thiện thì cũng có 7, 8 triệu. Một tháng thì sao mà có 40 triệu mà chị kỳ kèo hoài vậy? Antivan đặt cái câu hỏi này rất là nhiều cho chị Thủy Tiên. Biệt thự trắng mà gia đình Thủy Tiên đã suốt thuộc chung cư ở An Hòa, Tân Thuận Đông, quận 7. Một cái khu vực mà thuộc sang thuộc là cái quận mà sang trọng nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây là thuộc công viên rộng rãi cái vài trăm ngàn mét vuông, vài trăm ngàn căn hộ. Có sân vườn trong nhà, có cả du thuyền ở ven sông. Thì gia đình Thủy Tiên đã ở đó gần đây năm 2014. Thì đây là cái bản mà đưa thông tin đưa ra cái bản phí giấy báo quản lý phí á, thì đã đưa lên đây cho quý vị cùng xem ha. Chúng ta cùng xem cái phí này ha. Đây là cái thông tin nè. Ở đây mình nhắc quý vị là ở đây là mình chỉ đưa những cái thông tin đây, chứ mình không, ở đây mình không có buộc tội hay khép tội ai về cái vụ gì hết. Đó, những cái thông tin mà cộng đồng mạng đã đưa lên ha. Thì mình đã đưa cái thông tin này lên cho quý vị xem ha. Thì cái bài tố này anti fan á cho rằng Thủy Tiên á, nợ tiền dịch vụ là 18 tháng chưa trả. Cùng với cái lời tố của anti fan thì cũng đính kèm một số cái bằng chứng. Trong đó đáng chú ý là giấy báo phí nè, nhà quản lý là lần thứ 3 nè. Cho thấy giấy thông báo phát hành từ ngày 8 tháng 6 năm 2021 đã ghi rõ phần tiền Thủy Tiên còn nợ năm 2020 là 40 triệu. Tính cả 2 quý, 1 quý và 2 quý năm 2021 thì chưa đóng. Thủy Tiên còn sắp xỉ 49 triệu tiền phí dịch vụ chưa thanh toán. Đáng nói là hạn hoàn toàn phí. Thì năm 2000 tháng 9 năm 2000 tháng 9 tháng 5 năm 2021 thì phía dịch vụ vẫn chưa thu được tiền từ Thủy Tiên. Cái bài tố này á thì đưa ra thì đã thu hút hàng ngàn cái lượt mà xem của cộng đồng mạng
và có những cái ý kiến trái chiều rất là nhiều. Có nhiều thông tin câu chuyện cho rằng á, thì có thể quận khúc nào đó ở phía sau thêm nữa, thì không biết là Thủy Tiên có cái xích mích gì dưới bên đây, hay là cái anti fan họ đưa ra những cái mà lời nói không hay trình cho Thủy Tiên, ngay cả khi cái điều đó là thật. Người tố cũng không có cho biết là đến thời điểm này Thủy Tiên đã hoàn thành cái nghĩa vụ mà tài chính này hay chưa, thì nên họ chưa dò kết luận gì hết. Một số người thì cho rằng á là cái chuyện chậm hay muộn nợ cái thăm phí này á, thì nó không có đáng là bao nhiêu. Thì có phải là ở nhiều nơi thì chỉ trừ một số nơi ban quản lý rắn thì nếu có thì quá hạn thì phí dịch vụ sẽ cắt điện, còn lại thì chỉ dĩ hòa dĩ quý thôi, nói nhẹ nhàng và để mà chủ gấp tiền phạt nộp tiền. Vì thế thì việc nợ 18 tháng phí quản lý này cũng có thể được hiểu là chỉ bình thường. Mà mình ở đây mình cũng không tin rằng là một cái người nổi tiếng như vậy thì mình cái số tiền mà 40 mấy triệu thì nó cũng không có đáng là bao nhiêu mà để họ thiếu rất là nhiều tháng đó. Thì ở đây thì cộng đồng mạng đã đưa ra cái thông tin vậy đó, thì các bạn có ý kiến gì thì nhớ để lại bình luận ở dưới và đưa ra những cái thông tin thêm cho mình cùng xem quý vị. Rồi bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị khán giả.